Em vừa quy hàng ra được đôi loa kiểu quái dị đấy. Đôi loa này là đôi loa kiểu hình tháp đến từ Canada. Tháp từ Canada. Con này là tên nó khó đọc lắm các bạn. Đây này. Tên của nó. Ôi trời. Đọc méo cả mồm. Cái gì ấy? Noresco hay cái gì đấy, made in Canada kìa. Bơ chở kháng 8 ohm. Con này model của nó là 5870. Đây. Model 5870. Bơ Canada. Còn bên này là cái cầu chỉnh. Tiếp theo bác. Ở cái thùng này khi mở nắp đít ra thì nhìn thấy hai con lo bát úp mặt vào nhau. Nhưng lên đến đây. Lên đây thì các bác ạ, ở trên này là cái khoang lõm này. Thế cái khoang này lõm hết, lõm vuông. Ở giữa cái đây, em soi giữa cho các bác nhé. Ở giữa nó có cái giữa có cái phễu, cái nón, có nghĩa là lực bát loa bát đánh từ dưới lên. Thì ở trên này có cái phễu nón nó ót nó tản phễu. Còn xung quanh hai bên này, đây. Xung quanh đây thì có này. Sờ đây đây có một hình vòng tròn này. Đây chắc là nó tép hoặc lo chung gì đây, đây. Nó tép hoặc lo chung đây. Vì nó lại căng liền, em không muốn cậy ấy. Đây. Cái căng liền này. Đấy, nó tép nó chung này. Xong đây có một đường dọc. Đúng lên đây. Đây phễu tiếp. Ổ khóa nó lít, cái căng liền, không muốn cậy các bạn. Mất zin. Đấy. Đây, đây này, bác nhìn nhé. Đây. Gân này đấy, đấy, gân tròn về theo mét. Đây. Theo mét tròn luôn. Bên này cái này. Bên này lại một cái nữa. Cũng y như vậy. Đây, gân tròn. Đây ạ. Cũng gân tròn đây. Theo mép này, đây một cái bát nữa. Đấy. Mở đáy ra thì có hai bát nằm ở dưới này rồi. Ở trên này có cái phễu úp ngược. Phễu tán cái nó. Con này có chiều cao xem nào. 1 2 3 4. Con này 85 cm, 85 86 cm. Đấy. Đây là bút bút nhá. Phấn ấy, phấn viết bảng. Con này mức giá 10.9 triệu, con này 10.9 triệu đô la này. Bốn xung quanh này đều có. Đây cái model của nó đây, logo của nó. Nhìn như kiểu Motorola em chịu. Đây rồi, kỳ quái. Đô la này có mức giá là 10.900.000. Nó hình tháp, phía bên trên này là cái khoảng vuông bên trên này là 25. Cái khoảng vuông ở dưới cùng này nó lên đến 40 cơ. 40 vuông vuông 40 đấy, trên lại 25. Mức giá 10.9 triệu ạ. Loa Canada, made in Canada. Em đọc model em sẽ ghi ở trên bài nhé, bài tin bài cho các bác cho dễ biết cái model đấy. Hàng đang bóc dần đấy, lại tiếp tục đấy. Đây là bếp từ ấy.